lý do khiến người Việt chết mê xe Toyota. Không phải trước kia, mà ngay cả đến bây giờ, nhiều người Việt cứ có dự định mua ô tô là nghĩ ngay đến những chiếc xe mang thương hiệu Toyota. Phải chăng Toyota là thứ ma thuật gì để bỏ bùa người Việt, khiến họ cứ phải chết mê chết mệt với những chiếc xe đến từ Nhật Bản? Phải chăng người Việt mua xe theo tâm lý đám đông? Không hẳn là như vậy, chẳng có thứ bùa ngải nào cũng chẳng phải tâm lý đám đông. Chỉ đơn giản, Toyota đã tạo ra những chiếc xe cực kỳ phù hợp với nhu cầu thực tế của người Việt. 1. Xe cho người Việt. Thực tế, bất cứ ai quan tâm đến ô tô đều nhận thức rõ Việt Nam chúng ta là nước nghèo, thu nhập vào loại thấp nhất trong số các nước đang phát triển, chứ chưa nói đến các nước phát triển. Trong khi đó, giá ô tô lại vào loại cao nhất thế giới. Chẳng có ở đâu bỏ ra gần 40.000 đô chỉ có thể mua được một chiếc xe mà ở các nước khác coi là bình dân, mà ta hay gọi là xe cỏ. Chính vì thế mà mua được xe hơi có khi là niềm mơ ước cả đời người. Từ hồi một công thức nhà nước với thu nhập 5-7 triệu đồng một tháng thì đến đời nào mới sắm được xe hơi. Vậy khi kỳ cóp đủ tiền mua xe, chúng ta có tính toán không? Mua chiếc nào, không mua chiếc nào? Với các quốc gia giàu, mua một chiếc xe thật sự hết sức đơn giản. Chẳng thế mà tất cả các thương hiệu, thượng vàng đều đến hạ cám đều có thể chen chân vào được. Nhưng ở Việt Nam thì khác, để chiếm lĩnh được thị trường chiếc xe phải hội đủ các yếu tố bền, tiện dụng, giá cả chấp nhận, chi phí vận hành thấp, khả năng giữ giá cao. Xe Toyota đáp ứng được đa số tiêu chí này. Có đó có thể hiểu tại sao người Việt Nam lại ưu ái xe Nhật, cụ thể là xe Toyota. Họ có thể chấp nhận mua ô tô Nhật, dù trong thâm tâm có thể rất thích kiểu dáng, hình thức của một chiếc xe Hàn cùng tầm tiền. Đó hoàn toàn không phải là tâm lý bày đàn, mà chẳng qua họ muốn tối ưu hóa đồng tiền của mình mà thôi. Điều này giải thích tại sao một chiếc xe như Innova lại là chiếc xe bán chạy nhất ngay từ khi mới ra mắt cho đến bây giờ, vì nó đáp ứng được hầu hết các tiêu chí của khách hàng Việt Nam. 2. Độ tin cậy. Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng khi sản xuất một mẫu xe, Toyota luôn cố gắng ưu tiên về độ bền và tin cậy hơn là cảm giác lái. Để nắm những vị trí hàng đầu trong các bảng xếp hạng về độ bền bỉ, tin cậy, hãng xe Toyota cũng phải hy sinh những mặt khác mà một chiếc xe hiện đại cần làm tốt. Mẫu Toyota Vios được đánh giá tin cậy cùng độ bền cao, khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng lại không có nhiều tiện nghi bằng các dòng xe cùng phân khúc. Toyota Hilux cũng không phải ngoại lệ khi mặc dù là mẫu bán tải tin cậy nhất nhưng vẫn thiếu rất nhiều đặc tính để cạnh tranh với những mẫu pickup khác. Ngược lại với Toyota, nhiều nhà sản xuất ô tô khác lại rất chú trọng đến việc tái thiết và ra mắt các mẫu xe mới trong thời gian sớm nhất có thể. Hyundai hay Kia coi việc để nhanh ra mắt các dòng xe mới với công nghệ hiện đại là chiến lược sống còn của hãng và cũng là lợi thế cạnh tranh của hãng xe Hàn Quốc. Tuy nhiên, những thế hệ xe hơi được ra mắt quá nhanh như vậy thực sự gây đau đầu cho các hãng xe về độ tin cậy cũng như đau đầu cho khách hàng khi quyết định mua xe. Tóm lại, một hãng xe đầu tư nhiều thời gian và tài chính để nghiên cứu và sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng ổn định, hoạt động bền bỉ sẽ ít khi thay đổi và ra mắt các dòng xe đời mới. Lúc này, việc mua một chiếc xe Toyota là lựa chọn mang tính chất an toàn cho mọi đối tượng khách hàng. 3. Hời khi bán lại. Tại Việt Nam, với nhiều người, xe hơi là của để dành, để tích lũy nên giá bán lại là điều đáng quan tâm khi họ mua xe. Giá bán lại của xe cũ phụ việc vào việc nó có còn tốt hay không, có hay bị hỏng vặt, chi phí sử dụng tiếp theo thế nào. Trả lời những câu hỏi đó xong, hẳn là nhiều người sẽ quyết định mua xe Toyota. Bên cạnh đó, chính tâm lý chuộng xe Toyota của người Việt nhiều năm nay góp phần cho việc xe Toyota bán lại rất dễ dàng và ít bị mất giá. Khi đi mua xe Toyota, tâm lý chung của người mua là càng dễ bán thì lại càng muốn mua, nhiều người càng muốn mua thì lại càng dễ bán. Vòng xoay đó ngày càng tạo lên một lợi thế về tâm lý mua hàng cực kỳ hiệu quả cho Toyota. Cuối cùng cũng phải kể đến việc Toyota rất dễ sửa chữa, phụ tùng dễ kiếm, giá cả dịch vụ hay phụ tùng cũng mềm hơn. Không những thế, dịch vụ sửa chữa của Toyota phủ rộng, từ showroom chính hãng cho đến gara tư nhân đều có thể khắc phục những hỏng hóc của xe, chứ không kén khách hàng hoặc chịu không làm nổi như một số hãng xe khác. Yếu tố này là lý do quan trọng để nhiều người quyết định mua xe Toyota, thậm chí là xe cũ, vì họ hoàn toàn có thể yên tâm trong quá trình sử dụng, khi sửa đâu cũng được, mua phụ tùng ở đâu cũng có sẵn. Khép lại giấc mơ mua ô tô giá rẻ của người Việt Nam,
Giấc mơ được sở hữu những chiếc ô tô giá rẻ của người tiêu dùng Việt Nam đã gần như khép lại khi mà cùng với việc giảm thuế nhập khẩu ô tô bằng 0% thì sẽ có hàng loạt hàng rào, phí và lệ phí khác được dựng lên. Phóng viên báo điện tử đã phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội để làm rõ hơn về vấn đề trên. Thưa ông, năm 2018 chính là thời điểm mà thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN và Việt Nam sẽ giảm còn 0% theo lộ trình cắt giảm thuế của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN. Điều này có giúp tăng thêm cơ hội sở hữu ô tô cho người tiêu dùng Việt Nam không khi mà thu nhập phần lớn người Việt còn thấp? Trước hết phải nói rằng, việc ô tô hạ giá theo lộ trình cắt giảm thuế của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, ATIGA có vẻ như Việt Nam mang tính đối phó nhiều hơn vì thực tế phía Việt Nam không chủ động điều này. Điều này dĩ nhiên là cơ hội cho người tiêu dùng. Cùng với đó, nếu như các cơ quan quản lý nhà nước vẫn để bình thường mà không có những hành động can thiệp gì mạnh mẽ thì lượng ô tô ở Việt Nam chắc chắn sẽ tăng lên rất nhanh. Khi người dân có cơ hội để sở hữu ô tô giá rẻ và có phương tiện ô tô để đi lại thì phải nói rằng điều đó có lợi cho người dân. Đó là góc nhìn ở khía cạnh người tiêu dùng. Nhưng còn ở góc độ của nhà quản lý thì góc nhìn của họ có thể sẽ khác. Họ sẽ nhìn nhận giữa vấn đề tiêu thụ ô tô với vấn đề cơ sở hạ tầng giao thông xem có tương thích với nhau hay không. Khi mà họ nhận thấy việc tăng số lượng ô tô vượt quá quy hoạch trong kế hoạch của mình về giao thông, về đô thị thì chắc chắn họ sẽ tìm cách để hạn chế. Và như vậy dĩ nhiên chuyện thuế nhập khẩu ô tô giảm xuống 0% thì cũng không có tác động gì nhiều đến thị trường ô tô ở trong nước. Ông vừa nói đến việc cơ quan quản lý tìm cách hạn chế ô tô nhập khẩu, vậy cụ thể gồm những gì? Hạn chế ô tô thì có nhiều cách, thông thường thì cơ quan quản lý sẽ sử dụng phương pháp hạn chế về hành chính. Cụ thể là cơ quan quản lý sẽ có hàng loạt rào cản về chính sách để gây khó cho người tiêu dùng khi mua ô tô, như buộc người tiêu dùng khi mua ô tô phải thông qua, bắt thăm, đăng ký các tiêu chuẩn khác. Điều này chúng ta có thể thấy như cách quản lý ô tô ở Thượng Hải hay Bắc Kinh của Trung Quốc. Biện pháp này sẽ gây nhiều phiền hà cho người dân. Tất nhiên, giá ô tô sẽ không thay đổi. Song có điều, để có thể mua được chiếc ô tô ấy để sử dụng thì phải trải qua rất nhiều các thủ tục hành chính rất phức tạp. Thậm chí các thủ tục này còn có sự thiếu minh bạch tạo cơ sở cho các tiêu cực nảy sinh. Điều đó có nghĩa là để đáp ứng được các thủ tục đó để mua chiếc ô tô thì người tiêu dùng sẽ phải tốn rất nhiều các khoản tiền khác ở bên ngoài như để lót tay bôi trơn. Vậy ở Việt Nam có áp dụng biện pháp hành chính hay không? Bởi nếu áp dụng thì có nghĩa là giá ô tô nhập khẩu sẽ vẫn giảm và người tiêu dùng vẫn có cơ hội để sở hữu ô tô giá rẻ. Cũng chưa hẳn, vì ngoài biện pháp hạn chế về hành chính thì các cơ quan quản lý còn có biện pháp kinh tế nữa. Đây mới là biện pháp quan trọng và thực sự tạo rào cản đối với người tiêu dùng. Khi áp dụng biện pháp kinh tế để hạn chế ô tô thì chắc chắn nhà nước sẽ tăng thuế. Tăng thuế ở đây có thể là trung ương trực tiếp làm hoặc sẽ là địa phương làm. Việc tăng thu thuế, phí ở đây nhằm hai mục đích. Một là tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hai là qua đây họ cũng muốn hạn chế việc tăng số lượng ô tô trong khi mà điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông chưa cho phép. Các biện pháp kinh tế ở đây cụ thể sẽ là tăng các loại thuế, phí, trừ thuế nhập khẩu. Theo thông tin tôi được biết là sắp tới cơ quan quản lý sẽ tăng các loại phí liên quan đến ô tô nhập khẩu lên rất cao. Ở đây chúng ta nên học các bài học ở thành phố lớn như New York, Mỹ hay Singapore. Tại các thành phố lớn của các nước này, họ sử dụng các biện pháp kinh tế để hạn chế ô tô. Ở đây họ tăng các loại phí bãi đỗ xe ô tô rất cao, tăng phí khi ô tô chạy vào các khu phố trung tâm và kể cả tăng các loại phí như thuế phí trước bạ khi mua, thuế tiêu thụ đặc biệt. Từ câu chuyện trên thì chúng ta có thể hình dung ra được vấn đề và dự đoán được thị trường ô tô ở Việt Nam trong một vài năm tới sẽ như thế nào rồi. Cơ quan quản lý sẽ vẫn duy trì quản lý mà khi người dân mua được ô tô thì vẫn ở mức tương đối đắt. Từ đó giảm lưu lượng phương tiện ô tô khi tham gia lưu thông khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được. Đây là ý chí của nhà quản lý, chứ nó không phụ thuộc vào yếu tố thị trường. Điều đó có nghĩa là việc giảm thuế nhập khẩu ô tô xuống 0% cũng không có tác động gì đến thị trường ô tô tại Việt Nam. Đúng thế, những rào cản được dựng lên để hạn chế người dân sở hữu ô tô nói chung chứ không riêng gì ô tô giá rẻ. Bởi vì nhà quản lý không muốn người dân sở hữu nhiều ô tô, họ cũng không muốn số lượng ô tô tăng nhanh trong các đô thị vì những hệ lụy đi kèm, đó là góc nhìn của nhà quản lý. Nên giấc mơ ô tô giá rẻ của người tiêu dùng Việt Nam sau khi thuế nhập khẩu giảm ở mức 0% có thể vẫn là giấc mơ thôi, để trở thành hiện thực thì còn một khoảng cách rất xa.
Và như thế chúng ta cũng có thể hình dung là thị trường ô tô ở Việt Nam hiện nay với những năm tới có thể cũng vẫn sẽ không có biến động gì nhiều, khi mà mức chi phí thực tế phải trả để sở hữu một chiếc ô tô của người tiêu dùng vẫn ở mức cao. Trân trọng cảm ơn ông.